Xin chào quý vị và các bạn đến với channel Hùng Xe Hơi. Với những quý khách hàng đang có nhu cầu tìm mua một chiếc bán tải với mức giá rẻ, số tự động một cầu, chi phí lăn bánh khoảng 700 quay đầu hay trả góp chúng ta chuẩn bị chưa đến 200 triệu thì Mitsubishi Triton một cầu số tự động chính là cái lựa chọn anh chị có thể tham khảo thêm. Ngoài Forerunner XLS phiên bản số tự động ra, Mitsubishi Triton thì vẫn là chiếc xe nhập khẩu và rất có thể thời gian tới thì Forerunner sẽ chuyển sang dây chuyền lắp ráp nhé. Thông tin thì chưa được Ford Việt Nam xác nhận nhưng cái này cũng đã có từ khá lâu rồi. Triton số tự động một cầu 2021 thì hiện nay đang có mức giá niêm yết là 630 triệu. Trong tháng này thì bên em đang tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ và một gói phụ kiện trị giá từ 7 đến 10 triệu tiền mặt kèm theo xe. Cái này có thể quy đổi thành tiền mặt nhé, để giúp anh chị cân đối hơn về mặt tài chính và có cái dự toán tốt nhất khi chúng ta mua xe. Thì em cũng làm nhanh qua cái mức giá lăn bánh dự kiến và chi phí trả góp tối thiểu tại Hà Nội cũng như từng tỉnh địa phương lân cận. Khi chúng ta lăn bánh phiên bản một cầu tự động này tại Hà Nội thì số tiền dao động vào sẽ là 680 triệu và chi phí trả góp tối thiểu là 182 triệu đồng. Với những khách hàng ở địa phương như Bắc Ninh, Bắc Giang thì chúng ta sẽ lăn bánh dao động vào 671 triệu và chi phí trả góp sẽ là 175 triệu đồng. Lưu ý giúp em, với những chiếc xe nhập khẩu thì giá xe và khuyến mại luôn thay đổi theo thời điểm, theo lượng xe còn lại. Vậy để có cái giá bán tốt nhất và báo giá sát nhất theo thời điểm quý anh chị đang theo dõi video thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hùng qua hotline đang đính kèm trên màn hình. Nói qua về chiếc xe này thì với bản thân em là một người chuyên về bán tải đã lâu rồi thì phiên bản một cầu số tự động này có cái mức giá khá hợp lý. Nếu như so nó với Forerunner XLS thì em đánh giá chiếc xe này sẽ được khoảng từ 8 điểm đến 8 điểm rưỡi so với Forerunner XLS. Chúng ta đáp ứng đầy đủ những cái nhu cầu như là số tự động này, một cầu này, trang bị option gọi là đầy đủ và hợp lý trong cái giá tiền, đảm bảo cái công năng chuyên chở. Cái thứ hai, đảm bảo cái công năng chuyên chở và hiệu suất làm việc. Có thể nói là nó sẽ đẹp hơn về mặt ngoại thất. Nếu như quý vị có thể nói thì về mặt ngoại thất nó sẽ có đôi chút nhỉnh hơn so với Forerunner. Tuy nhiên thì nội thất chúng ta sẽ kém đi một chút thì được cái này mất cái kia mà. Xe thì khá sẵn, quý khách hàng có nhu cầu về giá bán cần tham khảo thêm về giá tư vấn xe thì vui lòng liên hệ với em Hùng để được báo giá chi tiết và tư vấn. Chi phí trả góp thì hiện nay chiếc mẫu xe này trả góp tối thiểu từ 175 triệu đồng. Bên em hỗ trợ thủ tục ngân hàng vay mua trả góp từ A đến Z, đăng ký, đăng kiểm, tư vấn lãi suất, lựa chọn ngân hàng. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đăng kèm trên video để nhận báo giá và tư vấn về ngân hàng một cách tốt nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.